38. Ta sinh ra, lớn lên ở đây, rời khỏi đây rồi lại quay về. Ta rất rõ mỗi lần nhặt dưới chân ta đi đều được trải bằng vô số xương cốt của người đi trước. Đó là chiến công, là một đời huy hoàng của phụ hoàng. Ta biết đời này có thể ta mãi mãi không thể vượt qua được phụ hoàng, nhưng là có thể tiếp bước người thực sự có được mảnh đất này. Ta muốn cho người biết đứa con trai không được người yêu thương nhất lại là người có khả năng phá quỷ trăm năm tập luyện người nhất, cũng là người có thể đứng ở đây làm mưa làm gió nhỉ. Đương nhiên điện hạ có thể. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Hoàng hậu nương nương, nếu cô nói ra tung tích của thái hậu và tiểu hoàng đế, bọn ta sẽ tha mạng cho cô. Lam đại nhân, ta đợi cô đã lâu rồi. Nguy rồi, đã trúng kế. Lên. Đi mau đi đi, ta sẽ bỏ giao người. Đi đi. Đi thôi. Ngồi lên thế vàng này, thiên hạ sẽ là của điện hạ. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
chiến. Người đâu? Cứu giá! Dung Cảnh! Ngươi! Ngươi không nghe thấy sao? Bên ngoài đã đánh nhau rồi. Không ai đến cứu ngươi đâu. Người sớm đã tính toán cả rồi. Từ lúc tôi giả vờ đồng hồ ta, từ trang tôi vẫn luôn bày mưu tính kế đối phó ta. Nếu ngươi đã hiểu thì cần gì phải hỏi nữa. Chính vì ta không hiểu, ta bị ngã không hiểu chuyện gì. Dương Trừ Thiên Thánh không hề có ở bên ngươi, ngược lại có thể là coi là thù địch. Về tình, về lý, về lợi, ngươi đều không nên đối đầu với Dương. Nhắc về tình, nhắc về lý, nhắc về lợi, xong ngươi lại quên nhắc về nghĩa. Nghĩa lại là từ này. Rốt cuộc thế nào là nghĩa? Vì sao giả thiên nghĩa đăng cơ là chính nghĩa mà ta lại là bất nghĩa? Vì sao hắn làm được hoàng đế mà ta lại không được? Vì người có lòng nhân nghĩa. Dù là với ngươi, với người bên cạnh, hay là với bách tính thiên hạ, còn ngươi sớm đã bị quyền lực che mờ đôi mắt. Các máu hiếu chiến, phó mặt chúng sinh, hết sức tàn nhẫn. Người như thế xưng đế, chỉ e là thảm kịch bất kỳ năm đó sẽ lại tái diễn. Nhân nghĩa là cái gì? Chẳng qua chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi. Từ xưa đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc, đế quốc lớn mạnh dù được xây dựng từ ngày cốt có hàng ngàn người. Nếu nhân nghĩa có ích thì sao nó nghĩ các ngươi là diệt vong? Ta bị hạ, đến giờ ngươi chỉ không hiểu sao? Thiệt quyết của ngươi đâu chỉ là vì không có vuốt rồng, mà là rõ ràng vì lòng dạ độc ác của ngươi. Là tất cả các ngươi bỏ rơi ta, phản bội ta trước. Phụ hoàng là thế, nguyệt nhi cũng thế. Ta chẳng qua chỉ lấy lại thứ thiệt gì mình thôi. Ta có lỗi gì chứ? Ta có lỗi gì? Dừng tay! Bổn Dương biết mà, đánh giá các ngươi nhất định sẽ không phụ Bổn Dương. Ngươi... chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng... ngươi đoán đúng rồi đó, Tam Điện Hạ. Chính ta đã âm thầm chép lại bản đồ đường hành của thực sự.
rồi trao đổi với hoàng hậu nương nương để người mang chiếc kinh đô. Quá ra các ngươi vẫn luôn hùa nhau tính kế ta. Chứ dù không phải là để giúp hắn, ý ta cũng phải đích thân tìm ngươi báo thù. Vì sao? Vì sao hả? Dạ thế nhỉ? Chắc ngươi chưa từng kiểm điểm lại bản thân của mình có phải gì không? Vậy ta nhắc lại cho ngươi biết, không tính chuyện đánh ra ta sụp đổ vì ngươi, nhưng ngươi còn giết tần tướng phụ vị hôn thê của ngươi. Tần tướng là gian tế của Nguyệt Kỳ, ta giết ông ta là đúng, nhưng ông ấy cũng là người thân duy nhất của Tần Ngọc Ngưng. Ngươi làm vậy không thấy có lỗi với Tần Ngọc Ngưng hay sao? Ngọc Ngưng, ngươi còn dám nhắc tên người ấy sao? Ngươi hại người ấy còn chưa đủ thảm hả? Ngươi có biết người ấy chứ gặp phải chuyện gì không? Một nữ tử có lòng tự trọng cao như là Ngọc Ngưng mà lại bị lăn nhục, tất cả món nợ này chẳng phải lên tính với ngươi sao Tam Điện Hạ? Các ngươi ai cũng tìm ta tính sổ, vậy ta thì sao? Món nợ của ta thì phải tính với ai đi? Cũng là con trai của phụ hoàng, con cháu của Dạ thị, ta tự hỏi ta không có điểm nào thua kém người khác, vì sao lại luôn phải đứng sau người khác? Ta không cam tâm, cũng không hiểu được. Ta từng hỏi trời xanh vô số lần, nhưng trời xanh chưa từng cho ta câu trả lời. Chính các ngươi, chính tất cả các ngươi đã ép ta vào đường cùng. Quá là nực cười. Ngươi biết vì sao phụ hoàng ngươi chưa từng coi tôi là con trai mình không? Vì ngươi là nỗi nhục của hoàng thất, khiến mỗi lần tiên đế nhìn thấy ngươi đều như thấy cái gai trong lòng. Ngươi còn nói lung tung sao? Có tin ta giết ngươi không? Được, có giỏi thì ngươi giết ta đi. Vậy thì ngươi không chỉ mang tội giết vua, mà còn phải mang tội tàn sát huynh đệ. Vì cha đẻ ngươi vốn không phải là lão hoàng đế, mà chính là cha ta. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu, quá ra lão hoàng đế sớm đã biết ngươi không phải là con trai của mình, mới không thể truyền quạt chỉ cho một đứa con quan như là ngươi. Ta không tin. Ta không tin. Ta là con trai của phụ hoàng, là huyết mạch của Dạ thị, là chủ nhân danh chính ngôn thuận của thiên thánh. Dạ thiên dẫn, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngươi thế này mới làm ta thấy ngươi quá đáng thương. Ngươi đã tỉnh mộng rồi, bây giờ các hoàng thượng bị không cung, cho dù người của ngươi nhất thời công hạ được thành trì thì cũng chỉ là nó mà nó đạt. Cuối cùng thì ngươi vẫn thất bại thảm hại thôi. Thần Thế Tử đã đồng ý với ta, nếu bây giờ ngươi chịu nhìn thấy thì có thể tha mạng cho ngươi. Từ bỏ. Từ bỏ. Từ bỏ. Từ bỏ. Từ bỏ. Ta không thể từ bỏ như thế được. Cẩn thận. Lami, Điện Hạ, đừng nói gì cả. Còn không nói thì không kịp nữa đâu. Ta theo ngài lâu như vậy,
Ta biết trong lòng Ngài chưa từng có ta. Vậy nên ta không dám làm gì quá phận. Bây giờ Điện Hạ để ta tùy ý một lần đi. Ngươi ngốc quá. Đúng là ngốc. Ta biết ta ngốc. Từ lần đầu gặp tướng quân trẻ tuổi là Ngài, ta đã chìm đắm vào cuộc tình này rồi. Ta yêu sự thành thạo cưỡi ngựa múa đao, thông hiểu thi thư, tuổi trẻ anh hùng của người ấy, đi theo người ấy xây dựng đại nghiệp, ăn gió nằm sương. Nhưng Lam Y chưa từng hối hận. Đốt hoa Lam Gia mãi mãi nằm trong tim ta. Được chết ở trong lòng Điện Hạ. Nhìn Điện Hạ đau lòng vì ta. Thực sự, thực sự rất tốt. Lam Y, Lam Y, ngươi là người của Lam Gia. Nói chính xác hơn thì Lam Gia là của ta. Ta có thể giúp Tam Điện Hạ hoàn thành chiến lược của ta. Giống như con chim ưng mạnh mẽ này vậy, nó không nên mắc kẹt ở Nguyệt Kỳ, mà nên sải cánh khắp thiên hạ. Nguyệt Nhi, cô đến rồi. Được. Các ngươi đều đang đợi ta để thấy ta gặp quả báo và chết để trong đau khổ, có đúng vậy không? Dạ thưa giật. Ngươi dừng lại đi. Dừng lại. Nguyệt Nhi, từ khi cô bỏ ta mà đi, ta đã không thể dừng lại được nữa rồi. Ta đã nghĩ vô số lần, vì một ngày cô cùng ta sở hữu ven sơn này. Khi mất đi cô, ta đã hiểu, thì ra cô chưa từng yêu ta. Tình yêu ta dành cho cô suốt bao nhiêu năm qua, thì ra chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Điện Kim Loan, cuối cùng vẫn không có chỗ của Dạ Thiên Vật ta. Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng nghi ngờ gì mình sẽ khoác lên hoàng bào, trở thành quân chủ thiên hạ. Ta chưa từng nghi ngờ việc ta sẽ đánh bại từng người trong số chúng, khiến chúng trở thành kẻ bại trận. Thái tử, phụ hoàng, Dạ Khinh Nhiễm,
Ta tự cho là mình đã chiến thắng tất cả, nhưng không biết kẻ địch lớn nhất của ta hóa ra lại là ông trời. Ông trời, ta đã chiến thắng tất cả nhưng lại thua ông. Thì ra tình cảnh khốn khổ nhất trên đời không phải sa trường đầy máu, biên giới lạnh lẽo khổ cực, không phải hàng ngàn người lên án, vạn người ghét bỏ, không phải chìm trong bóng tối mà không thấy ánh sáng, rơi vào cảnh khốn cùng mà không ai bầu bạn, không phải bị sỉ nhục đến chẳng còn toàn thây, bị thù hận thiêu đốt ngũ tạng. Mà chỉ đơn giản là mấy chữ không thể từ bỏ. Đất nước này không ai hiểu ta, sao ta phải cố chấp với cố đô làm gì? Sớm biết như thế này, ta nên chết trận nơi xa trường từ 7 năm trước. Tội gì phải dựng ngàn dặm xa trường chạy về kinh đô, mất bao công sức, nằm mơ giấc mộng năm xa thế này. Thôi vậy, nếu đã là mơ, ta đành ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa. Ngọc Như, Ngọc Như, ta từng nói rồi, chỉ cần ta còn một hơi thở thì những người sẽ giết ngươi. Ngọc Ngân, ta không hề phụ cô. Ta từng nói ta sẽ không phụ cô. Chết tới nơi rồi mà ngươi còn nói nhảm cái gì vậy? Ta nói ta chưa từng nghĩ đến việc phụ cô, nhưng cô cũng thấy rồi đó, tình cảm của cô hay là ta không thể nào trả được. Ta đã giết cha cô, lấy mạng đổi mạng, sau này ta không nợ cô nữa. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Không, giả thiên vật, dù ngươi có chết ta cũng không tha thứ cho ngươi đâu. Giả thiên vật, đa tạ cô đã ban cho ta cái chết, ta được giải thoát rồi. Giật ca ca, chúng ta đều được giải thoát rồi. Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, mũi, sao mũi ngốc như vậy? Đừng khóc nữa.
khóc cái gì? Mày đừng nói nữa Ngọc Minh. Thiệu Trang, cả đời này chỉ có lúc này ta mới thấy nhẹ nhàng vui vẻ nhất. Cha, mẹ, con đi gặp người con yêu nhất đây. Ngọc Nương, Ngọc Nương, Ngọc Nương. Ngọc Nương, tôi bảo ta phải làm sao đây? Tôi là người mà đời này ta yêu thương mà không làm được gì, muốn có mà không có được. Sao anh biết thế này? Ta chẳng để muội ra ngoài. Như vậy, muội sẽ giống như con chim gãy cánh, nhưng ít nhất sẽ không bay về phía cái chết. Vì muội, chuyện gì ta cũng có thể làm. Tiếc là đến cuối cùng tôi vẫn không có cơ hội nói cho muội biết. Ngươi có nhớ, ngươi vẫn nợ ta một kiếm không? Ta nhớ, hôm ở Bình Thành ta đã nói, ân quán còn lại ta sẽ tính hết với ngươi ở Kinh Đô. Đúng vậy, nàng đã nói như thế. Được. Vậy ta muốn ngươi phải chịu nhát kiếm thứ ba vào hôm nay, ngay lúc này. Điện hạ, lùi xuống, giết ta đi, là sẽ khiến cho nàng không còn đau đớn nữa sao? Ta đã nói rồi, động lực duy nhất để ta tiếp tục sống là được tận mắt nhìn thấy người chết. Được. Sắp chết rồi, mà ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Có. Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng, nhưng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để giải thích với nàng rồi. Giờ không kịp nữa. Hoàng hậu nương nương, bọn ta không biết nhân bản nhân gia, ông ấy trúng độc mà chết. Khi bọn ta đến nơi, ông ấy đã chết vì độc tính phát tác rồi. Con nói cái gì? Vậy Kinh Diễm thì sao? Tại sao ngươi lại giết Kinh Diễm?
Dạ kính nhẫn. Xin chờ quyết chiến ngày hôm nay, ngày một lòng muốn chết. Tại sao vậy? Khi mang trong mình dòng máu dạ thì thì ta đã biết sao chúng mày đi đi rồi. Thế dù không chết với kiếm của mình, ta cũng không sống nổi. Mỹ nhân ứng đúng Giang Sương và Tiểu Nha Đầu, tay giao lại rốt cuộc là tại sao? Tiểu Nha Đầu bị mất trí nhớ là do ta hạ cố độc đời đời không rời đến nàng ấy. Chỉ cần nàng ấy nhớ lại mọi chuyện với nàng ấy dặn nghe, thì ta sẽ chết vì ngữ tạng thối rữa. Ta biết nàng ấy đã nhớ lại tất cả rồi, ta cũng chắc chắn sẽ chết. Vậy nên ta chỉ có thể giữ thác tất cả mọi chuyện cho ngươi. Hãy bảo vệ nàng ấy thật tốt. Chuyện duy nhất mà ta nhờ kỵ ngươi là thay ta chăm sóc cả nhà đầu thật tốt. Ngươi yên tâm. Đương nhiên là ta yên tâm về ngươi rồi. Mỹ nhân ứng đúng, ngươi thắng rồi. Sau khi ta chết, hãy đốt xương cốt ta thành tro bụi. Là ta đã hại chết kinh nghiệm. Hóa ra người sai vẫn luôn là ta. Là ta có lỗi với người. Là ta có lỗi với người. Ta biết bây giờ giải thích những điều này đã không còn kịp nữa rồi. Ta đã làm nàng tổn thương. Tổn thương là tổn thương. Chứ dù thế nào cũng không thể nào biến mất, không thể xóa nhòa. Nếu giúp ta có thể khiến nàng cảm thấy thoải mái, ta cũng không có gì để tiếc nuối. Ngươi đi đi. Dù sao Lan Nhi cũng đã chết rồi. Ta và ngươi kiếp này không liên quan gì tới nhau nữa. Con không sao, tối quá rồi. Lan Nhi, ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm Tiểu Điện Hạ, cũng nhờ trời cao phù hộ. Trước ngày giải thích chuyện đến ám sát, ta may mắn tìm thấy Tiểu Điện Hạ trước. Sau đó xảy ra chiến sự, ta sợ giải thích chuyện không chịu từ bỏ, cho nên đã giấu Tiểu Điện Hạ vào trong miếu. Thật sự không ngờ còn có phát hiện bất ngờ khác. Bần tăng rất thích vị tiểu thí chủ này, trong nó giống hệt như con khi còn nhỏ. Người là A Di Đà Phật. Bần tăng là thế tử đã mất tích từ lâu của Dân Dương phủ, cũng là cha đẻ của con và Lăng Duệ. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org.
你怎么会在这儿？sao cha lại ở đây? 这么多年, bao nhiêu năm nay, 我们都跟着你家的。爹。家。你去哪儿？家的地方去。bao nhiêu năm xưa, 10 năm trước.陛下，việc này là do mật thám lục soát được từ trong phủ của Mộ Dung tướng quân. Mộ Dung tướng quân âm thầm cấu kết với người của nước Kỳ cũ, còn âm thầm cất giấu ngọc tỷ của nước Kỳ. Có thể thấy người này có âm mưu làm phản. Bệ hạ, Mộ Dung tướng quân đấng Nguyên Thuận Thiên Thánh từ thời Thủy Tổ Hoàng Đế là người ổn trọng, giữ chữ tín, sao lại là loại gian xảo được chứ?Kẻ có thể phản bội chủ cũ thì làm gì có nhân phẩm? Nếu hắn vì chủ cũ mà có thể nhẫn nhịn chịu được, có thể thấy người này lòng dạ cực kỳ thâm sâu, không thể để hắn gánh vác trọng trách được. Chỉ dựa vào một bộ quân phục mà nghi ngờ người ta có ý xấu thì cũng quá vội vàng rồi. Bệ hạ, người không biết đó thôi.Năm xưa khi nước Kỳ diệt giáo hoàng, chỉ thấy tử cùng quan tả nó của nước Kỳ đột nhiên biến mất. Nghe nói đây chính là nguyên nhân Mộ Dung tướng quân đầu hàng Thiên Thánh. Tất cả những điều hắn làm là để giúp Âu chủ phục quốc. Vậy nên ngay từ đầu hắn đã có mục đích khác rồi, thưa bệ hạ. Được, cho dù thực sự là như vậythì cũng nên đợi điều tra rõ chân tướng để xin hoàng thượng định đoạt mới đúng. Không thể quyết định sống chết của người khác bằng hai ba câu là được. Dương lão dương già nói rất đúng, đây là chuyện lớn. Chuyện này giao cho dương lão dương già xử lý, phải điều tra thật kỹ và phải âm thầm điều tra. Lui ra đi. Tuân chỉ. Tuân chỉ.Lãnh nhân gia quá nóng vội rồi, còn chưa có chứng cứ để xác nhận, cần gì phải làm kinh động tới bệ hạ chứ? Làm vậy là khiến bệ hạ cho rằng ngài muốn gây chuyện rắc rối. Nhưng trừ nghịch tặc cho Thiên Thánh, bổn vương không màng gì cả, chỉ trách dân nhân gia thối thoát hết lần này đến lần khác, yêu cầu thẩm tra lại. Không biết ông ta là có ý gì?Mộ Dung tướng quân kết giao với không ít người quyền quý trong triều, ngay cả những dương gia vẫn luôn đơn độc cũng có quan hệ tốt với hắn. Có thể thấy hắn thủ đoạn cao minh, người như vậy sao có thể dễ dàng để người khác bắt cướp? Hôm nay đến dân dương gia cũng ra mặt cho hắn, nếu không chuyện bình thường họ đã thông đồng làm chuyện khác, vậy thì càng khó kết án. Nghe lời này của tần tướng hình như cũng khôngTinh gia tộc Mộ Dung. Chúng ta tin hay không cũng không bằng hoàng sự nhận định chuyện này. Làm sao để nhận định đi? Chết không đổi chứng, đương nhiên là không thể điều tra được. Nếu ta muốn điều tra họ thì sẽ chuẩn bị đầy đủ chứng cứ, như vậy sẽ khiến họ hết đường chối cãi. Lãnh nhân gia, đây là gì vậy? Là chứng cứ có thể khiến hoàng thượng hết nghi hoặc. Chẳng phải lãnh nhân gia vẫn luôn muốn biết thái tử nước Kỳ mất tích có liên quan gì tới Mộ Dung gia hay không sao? Đây là bức thư Mộ Dung tướng quân viết cho bằng hữu cũ của nước Kỳ, nói rằng thái tử nước Kỳ vẫn đang ổn, cũng đã thay tên đổi họ đang nuôi dưỡng trong nhà. Tính toán về mặt thời gian thì chính là trưởng tử của Mộ Dung tướng quân. Đây là tin cơ mật đấy, sao tần tướng có được vậy? Mỗi người đều có cách khác nhau, đây chỉ là trò giật dẫn thôi, không đáng nhắc tới. Nếu dân gia thấy có gì gian trá, chỉ cần kiểm tra bút tích thì sẽ biết là thật hay là giả nghi. Chỉ là hạ quan cho rằng nếu để việc chủ này lớn lên, sau này nhất định sẽ như nuôi ong tay áo,
Nó không chừng hắn còn đòi lại nợ máu từ Dương gia. Không thể nào mà không đề phòng. Bỗng nhiên lại không xem ai sống lâu hơn.